Miss Vidya da Fila. Giờ là lúc tìm lại xem một năm mới trôi qua, buồn vẫn thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Giờ này ra giờ nào thì không? Giờ nào? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua, buồn vẫn thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng.